Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8 tháng 9. Sau những ngày hoạt động liên tục và gây mưa cho khu vực tỉnh, hôm nay gió mùa Tây Nam được nhận định sẽ suy yếu dần nên mưa giảm xuống. Những cơn mưa rào và dông sẽ lùi dần về thời điểm chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Tình trạng thời tiết này sẽ còn duy trì trong vài ngày tới. Thành phố Vũng Tàu nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 8 tháng 9 năm 2022. Tại Vũng Tàu ngày 8 tháng 9 năm 2022, mực nước cao nhất 380cm xuất hiện lúc 2 giờ, thấp nhất 50cm xuất hiện lúc 18 giờ.